Mới đây đã có liên tiếp hai vụ tài xế xe khách chạy tuyến Bình Thuận Thành phố Hồ Chí Minh khi đang điều khiển phương tiện thì co giật rồi tử vong trên buồng lái, nghi do bị đột quỵ. Cụ thể thì một vụ việc được camera hành trình trên xe ghi lại vào sáng ngày 2 tháng 9 khi anh NTB đang lái xe chở khách từ La Ghi đến địa bàn quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh thì ngã gục, co giật, có dấu hiệu đột quỵ nhưng vẫn cố gượng dậy cho xe dừng lại. Lúc này hành khách trên xe mới phát hiện và gọi cấp cứu đưa anh đến một bệnh viện tại quận 5, nhưng anh B đã không qua khỏi. Trước đó một ngày vào trưa 1 tháng 9, tại km số 1726+630 quốc lộ 1 qua thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cũng xảy ra vụ tài xế lái xe chở khách nghi bị đột quỵ và tử vong. Thời điểm trên thì xe khách 16 chỗ do tài xế LHD, sinh năm 1974, điều khiển hướng Phan Thiết đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm trên thì có dấu hiệu bị đột quỵ và xe khách trôi cạo vào giải phân cách giữa đường mới dừng lại. Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ. Chỉ với triệu chứng nói ngọng, chân tay yếu dần, bệnh nhân này đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện E. Ngay lập tức, bệnh nhân được chẩn đoán nghi đột quỵ, cấp cứu trong giờ vàng và được chỉ định chụp cắt lớp trong vòng 30 phút kể từ khi nhập viện. Ông đi làm và thì ông ấy chân tay ông rủn rủn và không đi lại được, khó chịu trong người, ăn không ăn được mà lại hơi nói hơi ngọng. Thế nên nằm bình thường một tí thì là thấy đỡ đỡ, cho uống cốc sữa xong rồi bắt đầu thấy nó đỡ đỡ thì là nó ấy, thì là tôi gọi xe rồi gọi con dâu về đưa cháu đi, đưa ông ấy ra viện luôn. Bệnh nhân đầu tiên khi tiếp cận ban đầu với bất kỳ một nhân viên y tế nào, có thể các bạn điều dưỡng, có thể các bác sĩ vân vân, thì đều là phát hiện ra các dấu hiệu bệnh nhân bị yếu liệt tay chân, đúng không? Bị liệt một nửa bên cơ thể, nói khó, và sẽ báo động với các bác sĩ cấp cứu để ra khám lại, đánh giá lại tình trạng bệnh nhân một cách chính xác, xem bệnh nhân có bị đột quỵ hay không. Khi mà xác nhận tình trạng bệnh nhân đột quỵ thì bệnh nhân sẽ được cho đi chụp phim CT và CT sọ não cấp. Sau đó thông qua kết quả chụp các phim chẩn đoán hình ảnh tương ứng với sọ não thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoán xem thể loại đột quỵ là gì. Đột quỵ có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nào, dù là đang làm việc gắng sức hay nghỉ ngơi. Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân đột quỵ cần được cấp cứu càng sớm càng tốt để bảo đảm thời gian vàng, nhằm giảm thiểu những nguy hiểm cận kề có thể xảy ra. Điều đáng nói, chỉ có 21% số người bệnh vào viện cấp cứu trong thời gian vàng, 52% người bệnh đến cấp cứu qua thời gian vàng để sử dụng phương pháp điều trị tái tưới thông mạch máu như dùng thuốc tiêu huyết khối, can thiệp lấy huyết khối. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.